Đầu xuân năm mới cho em Tuấn xin được gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể quý vị và các bác, các anh, các chú trong một năm mới an khang thịnh vượng, hạnh phúc, thành công. Và năm nay chúc bác được thành công nhiều hơn năm năm năm, năm cũ. Về năm cũ thì về kinh tế thì cũng gần như là cả nước. Hôm nay em Tuấn sẽ mở khai xuân đầu năm đấy. Một số dòng loa bút xeo. Một cái số dòng loa bút xeo này thì sau đây em sẽ vào em báo giá chi tiết cho bác. Cũng vừa là chào mừng khai xuân vừa là cũng mừng tuổi cho các bác luôn. Những mức giá em đưa ra đây cho các bác ạ, báo cáo bác là ngày Tết mà mình đi mừng tuổi cho người trẻ, người già hay bất cứ một ai thế thôi. Tiền mừng tuổi lì xì nó thật ra nó mừng cho các bác, các chú, các anh hoặc các em vậy, một năm mới thành công hơn. Sau đây em sẽ vào cái clip chi tiết, em sẽ báo giá từng mặt hàng và em sẽ báo giá luôn rồi đấy. Clip này em Tuấn sẽ giới thiệu đến một số mã loa cho các bác ạ. Một số mã loa. Những clip sau thì em sẽ giới thiệu laptop rồi máy tính bảng, iPad, điện thoại. Cũng như là dòng MacBook. Chào đón các bác đến với lại phần báo giá luôn. Báo giá. Cuối cùng kia là tai nôi toàn giải. Tai nôi toàn giải. Đây. Đây là đôi loa JBL. Các bác là hàng thì nó về theo lô ấy, lô vãi đấy. Còn này là nhìn bát thì phễu này. Phễu cho bác nhìn, phễu này. Phễu toàn giải này, JBL phễu toàn giải. Đôi này thì các bác có thể nghe nhạc. Nghe nhạc và hát cũng được đấy. JBL. Để cho bác mức giá đôi này là 1 triệu 900 nghìn. 1 triệu 900 nghìn nhé. Hàng còn chưa lau dọn gì đâu. Chưa lau dọn gì cả. Đây, họ thiết kế có cả treo đây. Sang đến phần bên cạnh đây đó là một đôi loa tai nôi. Đôi loa tai nôi mức giá em báo luôn là 1 triệu 600 nghìn. 1 triệu 600 nghìn. Loa tai nôi ạ. À? Đấy, có nhìn chưa? Loa tai nôi. Đôi này mức giá 1 triệu 600 nghìn. 1 triệu 600. Vỏ màu vàng. Tai nôi 1 triệu 600. Bác nhớ giá hoặc là chụp hình ảnh đôi loa lại cho em nhé để tránh nhầm. Sang đến tiếp tục nữa đó là một đôi loa đồng trục đến từ nhà Tex. Đôi loa đồng trục đến từ nhà Tex. Đôi này thì không có lý do gì không hay cả. Đôi loa này ngày trước còn 3-4 củ đấy bác, không ít tiền đâu. Nhá, đôi loa đồng trục này. Đấy. Của thương hiệu của nhà Tex, đồng trục model S300 Pro. S300 Pro bác nhá. Hàng made in Japan. Đôi này mức giá 2 triệu 8 đồng trục luôn ạ. Hết lòng đồng trục 2 triệu 8. Sang đến tiếp tục đây nữa đó là một đôi loa tai nôi đến từ thương hiệu cũng Technote. Tai nôi. Đấy. Được chưa? Là thế. Đôi này có mức giá là 2 triệu 900 nghìn, tép đom. Vỏ màu vàng. Tai nôi mà 2 triệu 9 thì bác biết được gì. Quá mềm mại cho bác rồi. Vỏ màu vàng ạ. À. Mức giá 2 triệu 9. Sang đến bên cạnh đây nữa là một đôi loa thương hiệu cực kỳ nổi tiếng đến từ Anh Quốc. Đó là đôi loa monitor audio dòng này hai cầu luôn ạ. Monitor audio đôi loa này mà các bác nào còn chê nữa thì chịu chấm hết luôn. À, bao zin nhá, bao đẹp luôn, vỏ màu à bằng đồ. Con nhìn này, tép vàng ươm, tép vàng ươm luôn. Monitor audio tất cả này. Con này không hay nên không lấy tiền của bác. Bác nào có những căn nhà chung cư ấy, những đôi này, đây là dòng loa cao cấp rồi. Mức giá 5 triệu 900 nghìn. 5 triệu 900 nghìn. Độ sâu con này nó tầm khoảng độ 26. Chiều cao nó tầm khoảng độ 1, 2, tầm 3 à, tầm 33, 35 còn đấy. Mức giá 5 triệu 9. Tiếp tục sang một đôi loa tiếp theo nữa. Đó là đôi loa tai nôi tiếp. Đôi loa tai nôi. Tai nôi gì đây? Tai nôi Revox à? Của Hungary. Đôi này đến từ Hungary. Hungary 4 triệu 600 nghìn. Đấy, 4 triệu 600 nghìn. Tiếp đến nữa đó là một đôi loa Onkyo. Onkyo con này màng carbon. Màng carbon. Onkyo 800k. Đôi này. Báo cáo bác mua con tép không thì là 800k, nó đôi loan 800k.
Tiếp tục tài nòi, toàn tài nòi bác ạ, toàn loại Anh Quốc. Một đôi loại tài nòi tiếp theo nữa đó là tài nòi Mercury MX1 Cherry. Tài nòi Mercury MX1 Cherry mức giá 2.900.000. Bóc ấy căng cho bác nhìn nó sướng. Chè mãi mà các bác không nhìn thấy loa đâu các bác. Những dòng này chưa dọn đâu bác ạ. Này. Mới nhấc ra tử công tất cả hàng bao xịn hết các bác này. Lau cái hết mốc luôn này. Các bác nhìn cái vết mốc, nhìn cái vết mốc chưa? Các bác nhìn thấy mốc không? Mốc không? Lau cái hết luôn này. Đây các bác nhìn thấy mốc chưa? Quay hẳn mốc rồi, chưa dọn nhá. Này. Các bác nhìn thấy lau cái mới tinh luôn. Được ạ. 2.900.000 đó là đôi loa tai nòi Mercury nhá, tai nòi Mercury Cherry. Mercury MX1 Cherry. Mức giá 2.900.000. Sang tiếp tục một đôi loa monitor audio nữa, dòng cao cấp đến từ đất nước Anh Quốc. Đôi này cũng phê lắm ạ. Đôi này chất dòng này chất lượng hơn cả tai nòi cơ. Đỉnh hơn các nhìn. Nó nhìn tép lại tép vàng luôn. Nhìn chưa? Tất cả chưa lau nhá này. Mốc này. Nó nhìn em quay mốc nhỉ. Đi lau này. Đấy, đen bóng luôn như mới luôn. Con này này. Monitor audio hai lỗ thông hơi phía dưới. Dòng này bass ấm lắm, lực lắm. 3.600.000. Lại tiếp tay nòi, toàn tay nòi vậy. Lô này toàn tay nòi đây. Tiếp tục đôi tay nòi này nữa. Đôi loa tay nòi cũng là Mercury. Mercury M1, con này M1 đó nha. Con này M1, còn con này là Mercury MX1. Còn đây là con này Mercury M1 Cherry. Này, Mercury M1 Cherry. Con này thì giá lại cao hơn nữa. Đã. Tất cả hàng đều bao đẹp hết cho bác này. Gần lâu này, đèn bóng luôn. Bao hoạt động tốt hết. M1 Cherry, đôi M1 Cherry này để cho bác 3.300.000. 3.300.000. Tiếp đến là một bộ nghe nhạc đến từ Antec Lang Sinh. Để cho bác mức giá 1.300.000. Đây, tay chỉnh volume to nhỏ đây luôn. Volume to nhỏ một con súp. Đây là con súp luôn. 1.300.000. Và tiếp tục nữa đó là tai noi đồng trục, à, tai noi toàn giải. Tai noi toàn giải này để cho bác. Ủa, những đôi này trước nó toàn 3-4 triệu trở lên. Đây ạ, à, tai noi toàn giải. Đang để ngược mất rồi. Để nó phải đúng này. Đây, tai noi toàn giải. Đôi này các bác nào theo dõi kênh mới mua hàng biết ngay. Những đôi này toàn 3-4 triệu trở lên. Để cho bác 2.900.000 nhá. 2.900.000 một đôi. Rồi, ok chưa? Bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em Tuấn. Em cảm ơn. Đấy. Sony Vaio này. MacBook này, lúc trước em có làm clip vui này. MacBook các loại, bắt đầu cần MacBook em Tuấn báo rồi nha. Toàn hàng MacBook, toàn hàng cấu hình khủng thôi. MacBook Sony Vaio. Sony Vaio này thì báo cáo bác đây. Con này thì cấu hình khá là cao luôn, mỏng dính. Quyển số mỏng. Cái Sony Vaio này nó chỉ mỏng bằng quyển vỏ chứ không phải nó quyển sổ nữa. Được chưa? Đấy. Và Sony Vaio. Ok chưa bác? Sony Vaio một là trong những thương hiệu rất là tiếng người Việt mình rất là thích dùng rồi. Sony Vaio này báo cáo bác là con này chip Core i5 bác nhé. Chip Core i5 6200U, quá tốc độ quá nhanh rồi đúng không ạ? 6200U. Đấy. RAM 8GB, ổ cứng 128GB, màn hình 13.3. Sony Vaio thương hiệu rất là nổi tiếng ở Nhật. Mức giá em Tuấn báo luôn cho bác là 4.800.000 cho nó nhanh. Không có hàng đâu bác nhá, có hai con thôi. Hai bà con 4.800.000, bắt đầu nhanh liên hệ với em. Dòng này mà còn chê nữa thì chịu, bó tay, mỏng dính, mỏng như quyển sổ luôn. Đầy đủ các cổng ăn chơi. Riêng thương hiệu Sony Vaio thì quá nổi tiếng rồi đúng không ạ? Nha. Đầy đủ các cổng ăn chơi bác nhá. Để cho bác 4.800.000 Sony Vaio. Ở đây sau đây mời các bác vào MacBook tiếp.